Anh đã có cái commitment là anh sẽ làm, đâm ra là anh sẽ làm theo cái cấp commitment của mình, là mình sẽ làm những cái gì cho những bạn và các anh chị. Tại vì có nhiều bạn, mình khi mình làm mình nói với bạn bè là mấy 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 bạn trong Facebook là hôm nay làm thì mình không làm thì bị mình thất hứa, và đêm ra mình phải làm nhá. Mình sẽ làm cho các bạn thấy. Nếu bạn không cần làm màu mè hóa lá cành gì hết tất cả, mấy bạn chỉ cần làm sao, hello Nina, mấy bạn làm sao cái bột natural thôi, hoặc là cái bột màu nào đó nó làm một màu thôi, mà mấy bạn làm một bộ nó chuẩn, nó đẹp thì nó sẽ ra cái, nó nói lên cái sự sang trọng của cái bộ móng tay đó. Ok, thì bây giờ mấy bạn theo dõi đây để mình xếp này lên một chút xíu ha. Tối rồi karaoke đi anh. Ok, cuối tuần này nha, cuối tuần này mình ca nha. Bây giờ này mà ca chắc bị đuổi ra khỏi nhà. Thằng con của mình nó đuổi mình ra khỏi nhà. Rồi đây mấy bạn coi, thì trước hết này, đây bạn thấy là cái bột cheese, cái bột này là cái bột bột natural thôi nha. Mấy bạn nên nhớ là mình lấy nước này, ok, mình làm sao mình chỉnh cục bột cho nó thật đều. Mấy bạn coi là nhẹ nhàng ha, khi mà mấy bạn lấy cục bột lên giờ nếu bạn thả cục bột ở ngay cái đầu móng tay đó, thì mấy bạn nghiêng nó xuống này, mấy bạn thấy cục bột nằm yên không, mình chỉ có vuốt nhẹ thôi này, ok, mấy bạn vuốt xuống à. Thì nếu mà mình muốn mình ôm nó vô này đó, thì cái cục bột này nó hơi khô, mình sẽ lấy cục bột hơi ướt hơn cho mấy bạn, tại vì này, mình sẽ lấy ướt hơn để cho mình cho các bột nó chảy, để cho các bạn nhìn thấy cái bột của mình nó chảy như thế nào. Mấy bạn nên nhớ là mình làm đó mấy bạn, mình David coi David cũng theo dõi một vài người bạn làm, nhưng mà mình thấy họ làm sai là ở ngay chỗ này nè. Là sai là ở đâu? Họ quét ở đây nhiều quá. Họ làm mà họ cứ quét ở đây ngay chỗ này không à. Họ cũng quét ở bên đây, nhưng mà cái thực sự là ở ngay giữa này, quét mạnh tay quá. Khi mấy bạn quét mạnh tay quá ở ngay giữa này đó, tình cờ mấy bạn làm cái này nó bị đè xuống, nó mỏng xuống. Hai bên này nó bị bè ra, thì đâm ra cái móng của mấy bạn nhìn rất là thô. Khi bạn đắp xong nhìn rất là thô. Mình không bao giờ mình làm ra đẹp được hết, tại vì dù sao đi nữa cái móng nó phải có cái độ cong, đúng không? Phải có độ dày. Độ dày nằm ở đâu? Độ dày nằm ở ngay giữa. Ngay giữa đây. Hai độ mày này cần phải mỏng. Chỗ bên này làm dày làm gì? Đâu cần dày chứ. Đâu có đẹp đâu mà làm dày chứ. Ngay trên cuticle này cũng phải, đâu cần dày chứ. Ngay đầu tiếp này đâu cần dày chứ. Chỉ có chỗ dày ở ngay giữa thôi. Hello Kim em. Mấy bạn nên nhớ chưa? Thì bây giờ mình sẽ lấy cục bột lỏng hơn cho mấy bạn coi này. Ok. Lỏng. Ok. Mình sẽ thả cục bột lỏng này. Đây. Mấy bạn nhìn cái con này. Thì cục bột nó bắt đầu nó chảy này, thấy không? Mình vuốt nó này. Thấy chưa? Mình vuốt từ hai bên vuốt xuống. Bạn nhìn này. Mấy bạn không cần phải gọi là đập thật là nhiều lần. Mấy bạn chỉ cần vuốt từ hai bên này, các bạn vuốt vô thôi này. Thấy không? Ở khi ở ngay giữa này, mấy bạn coi này, mình nhẹ tay này. Đó, ngay cái đầu mình làm mỏng này xuống này. Đó, thấy chưa? Rất là đều. Và sau đó mấy bạn nhìn lại, mấy bạn thấy được cái bột của mình nó rất là chảy, rất là mỏng. Cái đó là cái để mình hướng dẫn cho mấy bạn tại sao mình làm theo cái kiểu đó. Chứ bây giờ này mình sẽ làm theo kiểu này, như giống như là có nhiều người đang làm như cái này, thì bây giờ mình cũng bắt chước mình làm, mình sẽ làm lại cho mấy bạn thấy luôn. Cái đó là cái sai nằm ở ngay đây rồi nha. Mấy bạn cũng lấy cái bột bình thường, mấy bạn nó cũng làm một bột cũng khá tốt lắm đó. Nhưng mà mấy bạn trước hết là mấy bạn đã kéo vào đây rồi đó. Rồi mấy bạn kéo vào đây, bạn nó kéo vào đây đó, mấy bạn nó kéo như vậy này, thì đó mấy bạn làm như vậy, thì đó mấy bạn cũng vuốt như vậy, nhưng mà bạn không vuốt cho lắm này, mấy bạn thấy không? Thì tình cờ này, bạn coi này, mình vuốt ở ngay đây này, mấy bạn nó vuốt ở ngay đây nhiều quá, thì mình lỡ tay mình vuốt ở ngay đây nhiều quá, thì tất nhiên nè, khi mà nó xong rồi này, mình sẽ thấy được này là ở ngay chỗ này nó bị dày, ở ngay chỗ này nó bị dày, mà mình nhìn ngang qua thì mấy bạn nhìn ở dưới đây, mấy bạn thấy chỗ này rất là mỏng, nhưng mà nhiều khi làm một màu đâu có thấy đâu, ngay chỗ này rất là mỏng đúng không? Thì nó mỏng, nó đâu có gì đâu. Mấy bạn nhìn hai cái móng tay, một cái móng tay mình ôm từ hai bên này ôm vào, và một cái mình vuốt thì là mạnh ở ngay giữa này, mình đập thật là mạnh, mình cứ vuốt ở ngay đây thôi, mình vuốt rất là nhiều lần, không? Mà mình càng vuốt nhiều lần đó, thì cái này nó càng dơ. Hello Thảo em, đúng không? Nó càng dơ thì đúng đó, nó dơ, nó đâu tốt gì cho mấy bạn đâu. Mấy bạn nhớ là mình, những người mới vào nghề là chú ý chút xíu này, anh khỏe em, mấy bạn phải vuốt từ hai bên vuốt vào cho đầy bịt. Mình vuốt nhưng mà mình nhớ là khi mấy bạn nhìn á, khi mà cái cọ của mình vuốt mà cảm thấy cái mặt bột nó dơ là tất nhiên là cái cọ của bạn nó dơ rồi.
là mấy bạn phải rửa liền, khi mình rửa cọ là rửa ra ngoài này liền tại chỗ, rồi sau đó mình trở lại mình lấy, thì cái nó sẽ ra được tốt như vậy. Bạn thấy chưa? Đó, bây giờ để mình làm lại nha. Mình sẽ làm rất là nhiều lần cho mấy bạn coi, tại vì có bạn nhiều bạn phải cần coi rất là nhiều lần, phải coi. Bịt nói luôn, phải là coi. Tại vì có nhiều bạn đưa bài cho David rồi mà không có được đẹp lắm. Đắp đắp nó không có, bạn chưa có control được cái bột. Này, bây giờ mình đắp cái màu này đi nha. Cái màu này bây giờ mình làm cái màu này. Là đâm ra là có thể bạn làm 5 năm, 7 năm nhưng mà nhiều khi bạn thua những người làm 6 tháng, 6 tháng tới 1 năm. Vì lý do bạn chưa nắm được cái căn bản, bạn chưa hiểu được cái cục bộ. Đâm ra là bạn vẫn làm thua người ta. Mặc dù bạn bạn 5 năm, 10 năm sau trở lại đi nữa các bạn giống y chang được xem, tại vì các bạn không bao giờ nhìn thấy mà không ai chỉ các bạn hết. Các bạn không nhìn thấy thì bạn không bao giờ làm được hết. Nhớ ha, chịu khó nè. Chịu khó nhìn chút xíu nha. Đây là cục bột. Màu này ha. Bạn thấy không? Mình sẽ thả cục bột màu ở đây. Thả này. Okay. Mình sẽ nghiêng cái móng cho nó chảy xuống này, nước bọt chảy này. Ngay chỗ này là mấy bạn coi này, nhìn này, vuốt vô này. Thấy chưa? Nãy giờ David đâu có vuốt hai ở ngay giữa đâu. Các bạn nhìn thấy không? Này mình vuốt nè. Thấy chưa? Các bạn thấy mình vuốt chưa? Rồi. Mình vuốt hai bên vô này. Nãy giờ mấy bạn thấy mình chưa có đụng ngay giữa luôn. Chưa đụng ngay giữa luôn, lý do đâu cần đâu. Đúng không? Này bây giờ mấy bạn vuốt ngay chỗ đầu này, lý do tại sao tại David lại phải nằm cái đầu này ở đây là vì lý do David muốn cái đầu này nó mỏng. Ok, nó mỏng thì là tại sao nó phải mỏng? Nó mỏng thì nó mới là tự nhiên. Này, bây giờ mình nhìn ngang này. Bây giờ mấy bạn thấy không? Cái đường cong thế này cong xuống đây mà đi đi cái tại sao nó lại xuống dưới đây lại? Tại vì mình cái chỗ này mình muốn nó mỏng nên mình nó mới đẹp. Thì đâm ra mấy bạn nhìn kỹ này. Mình đắp bột theo. Ôm hai bên vô, thả ngay giữa. Này mấy bạn sẽ tiếp tục nhìn lại nha. Mấy bạn nhìn lại nhiều lần dùm cho đây một chút xíu. Những em nào cũng vậy nữa. Nhớ nha. Mấy em mới tập, mấy em chịu khó nhìn nè. Mấy em thấy cái cọ chưa? Nè, anh để nước đây cho rõ, thấy rõ luôn này. Nước này, cọ này. Chơi gần lại luôn này đó. Cho thấy cho rõ, cho nó đã mắt này, thấy không? Ngon lành đúng không? Nước nè. Thấy chưa? Bột nè. Hả? Thả nè. Ở trên đầu thiếp này, kéo xuống này, kéo xuống này, rồi nghiêng cái móng cong một bên để cho cái sức nước nó chảy xuống nó tự động, mình chỉ cần vuốt từ hai bên đây, các bạn nhìn kỹ nè, vuốt từ hai bên đây vào, vuốt từ hai bên đây vào, vuốt từ hai bên đây vào, thấy chưa? Đừng có overwork. Overwork nghĩa là sao? Overwork là mấy bạn đã dùng nhiều sức quá để mấy bạn làm việc không tốt. Đâu cần phải dùng sức đâu, mình dùng cái cặp mắt của mình để mình nhìn được cái cục bột của mình, nó điều mình điều khiển bằng cặp mắt của mình điều khiển cục bột chứ không phải mình điều khiển cục bột bằng cái tay là thua, tại vì cái tay này càng đầm làm mạnh á thì nó lại càng hư. Nên là mấy bạn phải nhìn mà mấy bạn phải biết được á, là cái gravity, cái đó cái gravity tiếng Việt hôm qua hôm kia nói tiếng Việt Nam quên rồi, là cái đó. Cái gravity là nó sẽ làm cho cái bột đó, các bạn nghiêng nó xuống. Chứ bây giờ mấy bạn bỏ cái bột lên mà mấy bạn cứ để như vậy nè, các bạn đắp 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 thì chết cha rồi, không được rồi. Anh về nhà rồi Thảo ơi. Mấy bạn cứ đắp 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 như vậy là chết rồi, không được rồi. Mấy bạn cầm trời. Cái thứ hai nữa mấy bạn, cái bàn tay này này mấy bạn phải có cái thế. Bàn tay này cũng có cái thế, hai cái bàn tay này đều có cái thế cho các bạn hết. Mấy bạn hiểu chưa? Nó có cái thế thì mình nè, cái này cái thế này, thấy chưa? Nó cứng ngắc này. Muốn coi cái thế không? À, cái thế là cái ghế. Đập vào cái đùi nha. Mình xin lỗi nha, mình mặc áo sơ mi nhưng mà mặc quần đùi. Hôm nay chịu chơi mà ở nhà mà. Nhớ không? Để cái bàn tay này này nó dựa xuống cái bàn thì cái bàn này á là nó có cái thế nó làm gì? Gravity là trọng lực. Rồi ok, cảm ơn em trọng lực đó. Thì các bạn dùng cái trọng lực mấy bạn để cho cái bột nó chảy xuống. Đừng có làm gì hết. Ok, mặc dù ngắn hay là dài hay là nhỏ, it doesn't matter. Anh ơi, bột đắp là ghiền, bột cover pink marble sao anh mua về nó bị marble. Cái này anh sẽ có đây này. Đây. Đắp là ghiền đây. Em nói là cái màu này đúng không? Cover pink đúng không? Để đắp thử cho coi. Đây. Quá trời là bột đây. Ok.
Ok. Nè, bây giờ mấy bạn coi tiếp tục nha, mình sẽ đắp lại cho mấy bạn coi đây. Nè, mình sẽ lấy cục bột ra. Nè. Ok, mình thả cục bột nè. Không, nghiêng móng xuống y như chang gravity luôn. Rồi bắt đầu mấy bạn quốc từ hai bên này quốc vào này. Bây giờ mấy bạn thấy quốc không? Thấy quốc không? Không có cái này hơi chảy ha, cái này nó bị hơi chảy chút xíu, để mình cái cục bột sau mình sẽ chỉnh lại cho nó hết chảy nè. Thì bạn thấy nè, ôm nó vô nè. Đó. Này, kéo nó ra này, ở dưới này phải cho nó sạch đúng không? Đều nè. Ôm nó vô nhẹ nhàng nè. Đó, các bạn thấy chưa? Ừ, tại vì không có, anh không có phải là chỉ có tối thứ năm anh mới live về nhà tôi, tại vì tối thứ năm là cái show trong 9 giờ tối đó Thảo, đâm ra anh làm trong văn phòng cho nên các bạn thấy chưa. Bây giờ mình làm lại cho mấy bạn coi lại cái màu, cái màu màu này là màu cover pink đúng không? Đây coi nè, tiếp tục đắp nha, chú ý nha, đắp cho thật kỹ nè. Lấy nước nè, lấy cục bột nè, thả cục bột ngay cuticle nè, kéo xuống này, nghiêng có một bên nè, kế ôm nó vô nè, thấy chưa? Em gì ơi, anh đắp anh thấy nó không có bị gì hết mà em. Cái hũ này là cái hũ cover pink nè. Em coi lại cái cách, cái thử cái liquid thử coi. Nè, anh thấy không? Đó. Dạo là... cho em đi xem lại cái thế tay của anh. Trời ơi, em muốn thay coi thế tay của anh hay em muốn coi quần của anh? Hả? Anh nói em rồi, ngày hôm nay anh mặc áo sơ mi nè, thấy chưa, tay này sắc lên rất là lịch sự nha. Nhưng mà nhớ ở coi trên thì coi dưới. Tại dưới á, là mặc quần đùi. Chết người luôn á. Chết người luôn luôn em. Nè, thấy chưa, bây giờ mấy em thấy không? Anh vẫn tiếp tục anh đắp nãy giờ. Đó, ngon lành. Làm lại nha. Vậy em đắp bên trắng bên hồng. Ủa em đắp sao ra bên trắng bên hồng, em làm hơi hay ấy. Như vậy là thành ông rê luôn rồi. Đâu cần phải à Vinh em. Đâu cần phải làm ông rê nữa. Em trắng bên hồng em làm sao, em vuốt sao mà dưới trắng trên hồng là thôi em xong luôn. Khỏe re luôn. Thôi em. Này em coi lại nè, em coi lại nè, cái hũ này là anh mới mở ra nè. Đúng không? Đây anh mở nắp cho em coi nè. Cái hũ anh mới mở ra nè. Em chịu khó em quậy đều lên coi. Nè. À, cover pink, em thấy chưa? Đó, thấy chưa cover pink không? Đó. Em chịu khó em xách đều lên như vậy này, em Vân ơi. Em sẽ xách giùm cho anh. Nhiều khi cái bột đó nó nằm một chỗ đó. Do không đều bột. Đây này, anh xếp lên này nha. Giờ anh lấy nó ra này, thấy chưa? Em xếp lên đi thử coi, Vinh. Em xếp lên giống như anh xếp vậy đó. Ok. Sau khi em xếp nó lên xong như vậy đó, rồi em lấy nó ra. Em làm á, nhiều khi mình làm á, đa số là nhiều khi cái bột đó, nó lắng xuống không đều á. Mình chịu khó mình lấy cái cây mình quậy như vậy nè. Nó sẽ giúp cho mình là cái bột nó ra nó đều hơn. Em hiểu chưa? I screenshot, thank you, you did that. Ok, got. Ok, here. I'm gonna start again, okay? Hello team. Ôi nó khô lẹ quá Nghi ơi, nếu mà nó khô lẹ quá em phải tìm cái liquid nó gọi là EMA. EMA là chi sổ của mình có một loại liquid luôn. Liquid nó hơi chảy, nó chảy bao nhiêu thì nó tốt bấy nhiêu, là mấy bạn coi lại cục bột này ha. Này cục bột bự này thấy chưa? Okay. Thả cục bột bự này. Kéo xuống này. Nghiêng qua một bên nè. Vút từ bên đây vút xuống này. Thấy chưa? Ủa làm sao nó ra trắng được em? Anh chưa thấy, trong này anh chưa có thấy trắng. Anh thấy hồng. Hoặc là hồng nó lệch hơn chút nhưng mà anh không thấy trắng đâu hết. Nè các bạn thấy không? Ôm nó vô này. Đó. Này vút hơi nhiều này thấy không? Ừ, màu đẹp quá anh. Màu này là màu cover pink á. Màu này thì chủ yếu đó là những bạn nào mà muốn làm cái trắng hồng á. À, cái cover pink này làm cái trắng hồng đẹp lắm, rất là đẹp. Nè, bây giờ mình sẽ làm cái ombre trắng hồng cho mấy bạn coi. Màu này là màu natural ha, mình sẽ lấy màu trắng mình làm cho con này.
Đây rồi, mấy bạn thấy không? Cái cách David đắp á là nó ở ngay giữa này, nó rất là smooth. Ok, bây giờ mình sẽ làm màu trắng hồng cho mấy bạn coi ha. Đây là màu trắng nè. Ok, mình làm móng ngắn này cũng được nha, không cần phải móng dài. Đây, chú ý chút xíu nha mấy bạn làm nè. Cái đó là cái basic, lúc nãy mình đắp basic thôi. Bây giờ mình sẽ qua cái màu trắng hồng thì bạn coi đây. Tại sao có nhiều bạn nói đắp, tôi đắp làm sao mà cái đường trắng này nó lúc nào nó cũng thấy hết. Nó thấy là vì lý do mấy bạn đắp ngay chỗ này dày quá. Mấy bạn hiểu chưa? Bây giờ mấy bạn coi nè. Cục bột nè. Thấy không? Hạ cục bột nè. Ngay chỗ này. Đó, nghiêng qua một bên đúng không? Để cho cái trọng lực nó ấy này, đập mỏng ngay đây nè. Thấy chưa? Nè, mấy bạn làm ombre ơi, mấy bạn nhớ ngay chỗ này nè, thấy chưa? Mấy bạn làm ombre thì mấy bạn làm chỗ này là đẹp nè. Ngay chỗ này nó mỏng như vậy thì không bao giờ mà nó sẽ thấy hai lan ở dưới tất cả. Hiểu chưa? Mấy bạn coi nè, mình vuốt này vô này. Ok. Anh màu solid đen ombre số mấy vậy anh? Số đen số 5 em. Nè coi này. Solid 5 là ombre đen nha. Bạn thấy không? Ôm nó vô này, thấy không? Đó. Ôm nó vô cho nó đều. Thì bây giờ này mấy bạn sẽ chú ý ngay chỗ này cho mình. Đây vừa chút xíu nè, mình lấy cái này ra đi. Ok. Nào, mấy bạn nhìn nè. Hello Mindy em. Mấy bạn nhìn nè, ở trong đây nè, nó rất là mờ đúng không? Thấy trong đây nó mờ chưa? Nó từ đi ra mờ. Mấy bạn nhìn ngang qua này. Mấy bạn nhìn ngang qua này thấy không? Mấy bạn thấy nó có bị lồi lên cục nào không? Nó có bị lồi lên không? Chắc chắn là không lồi, là nó một cái đường, nó một cái dốc nó đi rất là đều từ trong này đi ra. Nếu mà mấy bạn làm ombre mà mấy bạn làm được như thế này, không bao giờ bị cái làn ở dưới hết. Monica Russia, hello Runley. Ok, so mấy bạn coi này. Ok, now I'm gonna take cover pink. Ok, mình sẽ bỏ cục cover pink lên, kéo xuống này. Đó, mấy bạn thấy chưa? That's a cover pink. Ok, đó là cục đầu tiên. Ok, mình thả nó xuống. Thì mấy bạn thấy không? Now, look at the powder right there. Đấy, mấy bạn nhìn kỹ là ngay chỗ này nó bị hơi thiếu này, thấy không? Bắt buộc mấy bạn phải trở lại. One more. Ok, one more. Nè. Ngay đây chỗ này đều, ngay chỗ này đều này, thấy không? Nhớ là chỗ này đều này, kéo xuống này. Thấy chưa? Mấy bạn nên nhớ là mình kéo á, là như thế nào. Mình không có phải là mình kéo á, là mình quét nhà đâu. Ok. Mình không quét nhà, mấy bạn nhớ. Mình kéo là mình không có kéo mạnh tay, mà mình chỉ có là mình phớt thôi. Cứ như mấy bạn lớt phớt ở trên cái mặt bột thôi, để mấy bạn chiều cái bột của hạn chạy xuống như về dưới đây. Chứ không phải là mấy bạn đè, mấy bạn lấy cái tay mấy bạn cọ, mấy bạn đè nó xuống. Thì khi mấy bạn đè nó xuống đó, là nó sẽ bị mất bột đi, là nó sẽ không phớt được nữa, mà nó sẽ không có đều. Mấy bạn và các anh chị hiểu chưa? Hello Thu Thanh, em khỏe không? Nè, thì mấy bạn thấy nó ra nè, cái màu ombre này. Đây là màu cover pink. Nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đắp lại cái màu cover pink nữa lại cho mấy bạn coi này. Lấy cục bột như thế nào mà đắp như thế nào cho nó đều, cho nó chuẩn, đúng không? Coi lại. Lấy nước nè. Mấy bạn nhìn kỹ mình lấy nước nha. Này. Mình kỹ lấy nước nè. Ok. Mình kéo dưới đây là mình kéo nó ra. Cái lấy nước này là tùy theo cái móng tay. Móng tay dài thì mấy bạn lấy nhiều. Móng tay cover pink này có deep được không anh? Cover pink này không deep được em. Deep được không có, nó hột nó to lắm, không deep được ngon. Pink đó là số mấy? Cái này là cover pink. Cái này nó bán rất là rẻ tiền nhưng mà nó không deep được, chỉ có đắp được thôi nha. Nha. Hello Thúy Hương. Cho em xin tên bột hồng đi anh. Tên bột hồng nó là gọi là cover pink nha em. Đây nè. Để chút xíu này anh cầm lên cho anh, để hột nó đổ ra nữa. Đây. Nè mấy bạn coi này, lấy nước này. Thôi mình vuốt nhẹ này, thấy chưa? Mình sẽ đưa cái vào cái cọ nằm này. Giữ này, thấy không? Thì bạn lấy ra cục bột này, mình thả cục bột ngay đây này. Ngay đầu này, thả xuống. Mình nghiêng góc một bên. Bắt đầu bây giờ mấy bạn vuốt hai bên này, vuốt vô này. Thấy không? Cứ vuốt hai bên này vuốt vô. Thấy chưa? Vuốt hai bên này vuốt vô. Này bạn thấy không? Mình vuốt hai bên này vuốt vô. Cứ như vậy thôi. Vuốt nhẹ.
khi mà ra tới đầu thì mình không còn vuốt hai bên nữa, mình sẽ vuốt ngay giữa. Đó, mấy bạn thấy chưa? Vuốt ngay giữa. Rồi mình ngay chỗ này mình làm cho nó mỏng lại. Mình nó mỏng lại. Ok. Mấy bạn thấy chưa? Rồi hôm nay slime nguyên ngày luôn. Rồi, có thể là mình muốn trở lại mà thí dụ mình nó mỏng quá hay nó dày, các bạn có thể lấy một cục bột nữa, các bạn thả ngay cuticle này. Thấy không? Nghiêng móng một bên. Coi này, đập vô này. Thấy không? Nhìn vô này. Rất là rõ và đều, kéo xuống. Các bạn nhìn chưa? Đó. Cái đó là cái màu đó. Ok. Bây giờ mình tiếp tục mình đi lại cái màu natural cho mấy bạn coi tiếp nha, tại vì cái natural là mấy bạn cần phải hướng dẫn cho mấy bạn coi cho nó thật này. Bây giờ làm một natural tiếp tục này. Các bạn theo dõi đây. Lấy cục bột lên, mà sau khi lấy cục bột lên mấy bạn phải làm cái gì? Này mấy bạn nhìn cho kỹ nha. Nè, lấy nước này. Lấy bột này. Ok. Thả cục bột nè. Kéo xuống, nghi móng một bên này, đập nhẹ ngay cuticle này, vuốt xuống cho David nè, vuốt bên này vô này, thấy chưa? Ở giữa mà kệ nó nha các bạn, bạn kệ nó đi, mấy bạn coi này, mấy bạn vuốt hai bên thôi, thấy chưa? Mấy bạn và các anh chị thấy vuốt hai bên chưa? Đó, sao coi như là nó xong rồi, đúng không? Đó, coi như là xong này, khỏe re đúng không? Nhớ là mình phải control cục bột của mình phải biết. Mấy bạn đừng có làm quá sức. Mấy bạn đừng có đập rất là nhiều trên mặt. Ở trên đây là không, chỗ này là không cần đụng tới. Cần đụng là đụng hai bên thôi. Hello Mimi em, hello Tina, hello Winmi. Mấy bạn thấy chưa? Bắt buộc là đụng hai bên thôi, đừng có đụng ở ngay giữa. Nè, đụng ngay giữa làm chi? Nè, bây giờ mình lấy cục bột lớn nha. Nè, cho nó chảy ha. Rồi, nghiêng móng này. Gravity này, thấy chưa? Mấy bạn thấy gravity không? Gravity là trọng lực này, thấy chưa? Thấy trọng lực không? Thấy cách kéo không? Ôm vô này. Thấy không? Thấy trọng lực không? Kéo xuống này, thấy chưa? Cứ kéo hai bên, kéo vào ngay giữa. Hello Raymond, khỏe không? Nè, mấy bạn thấy chưa? Cứ kéo hai bên, kéo vào ngay giữa cho David đi. Đừng có lo cái gì hết trơn á. Ok, mặc kệ nó. Rồi, ok. Hai bên này miễn làm sao mà nó mỏng, mà nó vẫn giữ được cái xếp. Anh làm về basic thôi rồi. Vicky ơi. Nè, lấy cục bột thứ hai. Ok, bạn thả ngay cuticle nè. Kéo xuống. Các bạn đập ngay chỗ này nè. Thấy không, nhẹ nhàng nè, thấy chưa? Vuốt xuống cho cái. Bạn kéo vuốt xuống cái. Vuốt xuống cái. Mấy bạn vuốt thiệt là nhanh tay cho cục bột thứ hai này. Tại sao David vuốt nói vuốt nhanh tay là nhìn thế này. Khi mà mình đắp cục bột mà nó dài ra như thế này đó, thấy không? Trong khi mình đắp gần hết mà khi nó sẽ nó khô đó, thì cái cục bột của mình nó bắt đầu nó hơi nóng một chút xíu. Mà khi nó hơi nóng một chút xíu là mấy bạn thả cục bột xuống là nó mau khô lắm. Đâm ra là mình không có chậm được. Nè, đâm ra mấy bạn cứ thế vuốt xuống cho David đi. What way? Cái này là no way, this is all natural em. Ok, nè, đắp lại cục bột khác cho mấy bạn coi này. Cục này cho nhìn rõ hơn này, ok. This is just natural powder, Vicky. Ok, mấy bạn nhìn kỹ lại nha. Bây giờ mình sẽ làm cái màu Solid 71 này. Ok, và mình sẽ làm thêm một vài cái màu khác này. Coi này. Cục bột nha. Lấy cục bột lên, đúng không? Thả cái bột ngay cuticle này. Nghiêng này. Ok. Lấy rửa này. Đụng ngay đầu này. Ok. Đập ngay đầu cho nó đều này. Kéo từ hai bên này kéo vô này. Thấy chưa? Kéo hai bên vô giữa này, thấy không? Cứ hết vào ngay giữa cho David nha. Kéo hết vào. Thấy chưa? Kéo hết vào. Nó cứ kéo mạnh lên, kéo một hồi nó sẽ ra tới cái đầu này. Mấy bạn qua đi qua lại này, thấy không? Xong. Đó. Thì lên đây, vuốt nó lên lại chút xíu cho nó đều. Rồi, ok. Này, mấy bạn thấy không?
bây giờ mình làm nhanh này ha. Bây giờ mình sẽ làm được thấy dễ đáp quá anh. Ôi da, Raymond, bột bên mình, bột Raymond biết mà, bột của Chiso là đắp, nó dễ đó, nó dễ đắp lắm. Này, nhưng mà một bên này, bạn coi này, vút xuống cái này, đúng không? Để ngay đây này, tròn tròn đây này, vút nó xuống cái, vút nó xuống cái. Các bạn thấy chưa? Mình vút này, mình ôm vô này, thấy chưa? Rồi mình sẽ ôm vô này. Đó, mấy bạn thấy chưa? Ôm nó vô. Đó. Thì đâm ra là mấy bạn nên nhớ là cái bột của mình nó có nhiều cái thời tiết. Cái quan trọng là khi bạn lấy cục bột đầu tiên lên thì mấy bạn làm cái cục bột đầu tiên của mình nó như thế nào, nó khô, nó chảy, nó đây bây giờ mình sẽ làm một vài cái mẫu sau cho mấy bạn coi ha. Đây mình sẽ làm cái màu này này, màu số 89 cho mấy bạn coi ha. Đây lấy nó ra. Màu này nó là một cái màu rất là hồng à, mấy bạn theo dõi cái màu hồng này đây. Mình sẽ đắp cho mấy hồng cho mấy bạn coi. Nhà nhớ này không, quét cho thật sạch đi. Cái gì làm thì làm nó phải sạch. Nè coi nè, lấy liquid nè, lấy powder nè. Ok, màu này màu hồng đúng không? Thả cái bột nè, nghiêng qua một bên này. Bạn thấy chưa? Ôm nó vô này. Thấy chưa? Bạn thấy không? Ôm nó vô không? Ôm nó vô hai bên này. Đó. Thấy chưa? Ôm nó vô ngay giữa này. Thấy chưa? Nếu bạn thấy màu solid 89 chưa? Rất là đẹp nha. Cực kỳ đẹp luôn. À. Đắp không có bị, không có sợ bị cái chuyện gì xảy ra đâu nè. Thấy không? Mấy bạn thấy không? Cọ 14 anh đắp 2 cục cho nó mỏng dày cm được không? 5 cm là bao nhiêu dài vậy anh không biết à? Anh không biết 5 cm, anh không có rành về cm. Em hỏi về inch thì anh rành lắm. 1 inch, 2 inch hay là sao thì anh biết, chứ còn cm anh không biết. Tại vì anh lớn ở Mỹ anh không học cái đó. Nè, cục bột thứ hai nè. Critical này không? Em ôm ngay dưới này tròn lại cho David đây, mấy bạn ôm tròn lại này. Thấy chưa? Ôm vuốt nó vô cái này. Vuốt nó vô cái này theo, các bạn thấy vuốt không? Thấy chưa? Đó, ôm nó vô. Đó. Mình làm rất là nhẹ, rất là nhanh tay. Để làm gì? Để cho cục bột nó ôm sạch vào với nhau, tròn vào với nhau. Thấy chưa? Không cần phải vuốt chi cho nó nhiều. Đó, ôm nó vô. Rồi bắt đầu mình mới chỉnh cho nó đều hay không đều thôi. 2 inch chưa? 2 inch thì bằng cái này là chắc khoảng 1.5 inch. Để coi cái thằng này bao nhiêu, 2 inch là bao nhiêu, coi. Trời con vướng nắng về gió đi tìm. Ủa cái kích thước của mình đâu ta? Vết dấu năm xưa nay vương âm thầm. Đây kích thước đây, 2 inch thì nó dài bằng đây. Thì cái này, cái cây này thì khoảng chừng 1 inch, cái này thì khoảng chừng 1 inch 3.4 này, cái này thì chưa tới 2 inch, cái này thì chưa tới 2 inch. Coi cái móng nào nó dài có đủ 2 inch. Em muốn làm sao, em muốn coi là kéo 2 inch đó hả? Này cái này dài hơn này, đây cái móng này nó cắt sẵn đây này. Ok, cái này 2 inch ha, đúng không? Này cái này là chính xác 2 inch này, thấy chưa? Đây là 0 này, 1 inch này, 2 inch này, đúng không? Ok, coi như là cái móng này đây là tới đây này. Nè, thấy không? Cái đầu nó đúng 2 inch nha. Ok, mình đắp một màu cũng được, không sao. Cái cọ này cọ số 14 thôi. Tại vì cái nước là quan trọng, là cái nước của nó thôi, em biết không? Mình lấy cái bột to chút xíu. Ok, mình thả cái bột ngay cái đầu cuticle này. Ok, kéo xuống này. Ok, nguyên một bên này, đập nhẹ này. Ok, kéo này. Bây giờ 2 inch hay là mấy inch gì cũng không sao hết. Nó xuống một lẹ quá đó, mình dừng nó lại nữa này. Các bạn thấy không? Kéo nó xuống. Mình kéo mạnh nó xuống thôi chứ không có gì hết ha. Này mình làm, mình muốn làm coffin thì mình đi ở ngay giữa này chút xíu để cho nó ra.
À, tại vì cái vú này mỏng, còn không thì mình ôm nó vậy thôi. Okay. Nhưng mà anh thường thường anh đắp xong đó, em thích dùng cọ nhỏ nhưng làm móng dài hay em phải dùng 3 cục? À, em thử tập lấy nhiều hơn nước chút xíu đi đi Joyce. Try to get more liquid, okay? Try to get more liquid. Okay, here is another one. Try to get more liquid là mình sẽ làm nó sẽ đẹp hơn. Solid 89 rất là đẹp nha mấy bạn, coi này, cục bột này. Này thấy không? À, không tìm ra một cái lỗi luôn, cục màu không tìm ra một cái lỗi nào hết. Thấy không? Đó, cái đó là nếu mà mấy bạn đắp móng dài, thấy không? Đây. Em thấy chưa? Đắp móng dài nè. Nhớ là như vậy nè, thí dụ mà em đắp bột đó mà em muốn cái móng của em muốn kéo á, em chịu khó em lấy nhiều nước dùng cho anh cái. Tại khi mà mình lấy nhiều nước đó, trước khi mà lấy nhiều nước đó là nhớ cái cọ của mình phải sạch. Lý do là tại sao? Thí dụ bây giờ cọ của em nó dơ đi, em lấy nhiều nước đó, nó sẽ bị dính vô cái bột. Nhiều khi nó kéo không có được, cái nước nó không có tan, bột và nước nó không tan với nhau. Cọ mình nó dơ, bột nước không tan với nhau, thì lúc đó là em kéo nó bị nhập, khó chịu lắm. Rồi bây giờ anh làm lại một cục nữa này nha. Cục này thì nó ngắn hơn chút, không được 2 inch nhưng mà ngắn hơn chút. Thì em cứ lấy này, em thấy em lấy nước không? Và lấy thêm cục bột nữa này. Nè, cục bột bự này đâu? Thấy cục bột bự không? Quá trời bự đúng không? Rồi bây giờ này, cục bột này anh thả ngay cuticle này. Thấy chưa? Thả là kéo này. Sau khi đó là mình vuốt nó vô này. Ôm nó vô này, thấy không? Đó. Kéo rồi ôm vô này, thấy chưa? Đó, mấy bạn cứ kéo xuống, mấy bạn ôm nó xuống. Nè, thấy chưa? Ôm nó vô này, cứ làm gì thì làm. Ở ngay giữa lúc nào cũng phải dày hết, mà cứ đi hai bên và đi vào ngay giữa, cứ đi hai bên và đi vào ngay giữa. Thấy không? Cái cọ này thấy cảm thấy nó dơ dơ trên mặt bột không, là mình phải chùi đi lên đúng không? Mình làm để làm gì? Để cho cái mặt bột của mình nó láng và nó sạch. Nó sẽ không để lại cái vết dơ và cái bột lúc nào cũng đẹp hết. Hi Teresa. Hi, how are you? Nè. Cảm ơn em nhiều. Mấy bạn thấy chưa? Ôm nó vô này. Thật là đều. Nè, mấy bạn muốn kéo cỡ nào cũng được hết. Tùy theo mình thôi. Đúng không? Nè, bây giờ trở lại này. Kéo này, bột này. Nè, cục bột thứ hai này. Mình để sát vào cái cuticle này. À, mấy bạn ơi, bây giờ mấy bạn biết mấy giờ rồi không vậy? À, 9:45 mình sẽ out cái video này nha. Nhưng mà cũng không sao, tại vì không sao hết, không cần. Tại vì cô host cô có thể cô không cô đi ra. Mình vẫn tiếp tục mình làm được, không sao, mình làm tới khi nào mấy bạn chán thôi. Các bạn thấy chưa? Này cục bột nè. Còn bây giờ là mình đắp cục bột trên cái móng ngắn. Nè, cho là cái basic cho mấy bạn này. Mấy bạn coi này. Này cái cục này, thấy cái màu solid 89 không? Em mới đi làm về ô vậy hả? Sướng vậy. Lâu quá đâu thấy em vô đâu. Nè, cục bột này nhỏ này này. Thả ngay cuticle này, thấy không? Này mấy bạn thấy cái màu 89 ngọt ngào chưa? Ôm nó vô này. Đã không? Coi này, để cho nó chảy này, thấy chưa? Thấy để chảy không? Control nó bằng cái cục chảy của nó này, thấy không? Ôm nó vô này, thấy chưa? Nó chảy mặc kệ nó chứ. Mình control nó mà. Nó đâu control mình được đâu. Đúng không? Nè, bạn thấy không? Đó, mình lấy cục bột ra này, đẹp đẽ không? Bây giờ mình sẽ lấy một cục bột thiệt là chảy. Chảy thiệt là chảy luôn, rồi mình sẽ làm cho mấy bạn coi. Chỉ em với, em không biết là bột ngọc hương chân. Đây này, anh đang chỉ cho những người này giống như em đây này. Anh đang chỉ này. Thì em chịu khó em vào đây em coi. Em phải khó vào đây em coi cái video này. Và sau khi em coi cái video này em share nó ra. Anh đâu có nhớ em đâu, trời anh nhớ em sao, em đâu quá đâu, thấy em đâu vô đâu mà không kêu không nhớ. Em trốn đâu mất tiêu rồi. Theo ông nào rồi. Biết nhớ đâu. Nha, em nhớ là Ngọc Hân, em sẽ share lại cái video này đi. Em share cái video này về trang cá nhân để em học hỏi cái cách đắp bột basic như thế nào. Đây là bột basic này, em coi cục bột nè. Thấy không? Yeah. Cục basic này thả nè. Nghiêng qua này. Bây giờ này, nghiêng móng có một bên nè. Vuốt từ bên này vuốt xuống nè, thấy chưa? Thấy vuốt không? Nè, vuốt vô nè, thấy chưa? Không, nếu mà làm cái móng ngắn này nè, thấy chưa? Không có cần là tại vì cái móng ngắn như vậy đó thì cái độ chảy của nó vừa chảy tới nơi.
mà nó vừa chảy cho tới ra ngoài cái đầu thiếp này luôn, trừ khi cái móng mà nó dài quá thì không chảy được thì mấy bạn phải hướng dẫn, bạn phải kéo nó xuống thôi. Chứ còn đắp cái móng ngắn nó rất là dễ dàng mà rất là an toàn, đừng có lo là phải đắp nhiều lần. Em theo anh đến rồi anh Hy, anh theo anh gì, em theo anh đen rồi, em nói gì không hiểu luôn. Nè thấy chưa, coi lại nè, đắp 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 nhẹ nhàng này, ok em, mấy 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 bạn coi lại này, cho coi cho thật kỹ lại nha. Nước nè, ok bột nè, thấy chưa, thả của bột nè, nè nghiêng móng nè, đập ngay đây nè cho nó mỏng xuống nè, vuốt từ hai bên này vuốt vào nè, thấy chưa, thấy nghiêng không, thấy vuốt không đó, thế là xong rồi, là mình đã xong một ngón, mình chạy con ngón kế tiếp, mình xong ngón chạy con ngón kế tiếp, mấy bạn và các anh chị thấy không? Ô em đi theo anh Mỹ Đen là trời ơi, rồi em theo anh Mỹ Đen, trời em là ham 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 của lạ. À em đi theo Mỹ Đen là em ham của lạ. Em thích ngoại cơ, em không thích nội. Em thích hàng hàng ngoại hả, em không chơi hàng nội em, trời ơi làm anh buồn quá đi. Buồn buồn nó khóc rồi đó. Nhớ nghe không, theo Mỹ Đen đi. Đó. Rồi bây giờ này mình lấy cái màu này, bây giờ mình làm ombre cho mấy bạn coi ha, mình lấy hai cái màu này mình làm ombre cho coi này, ra cũng hay lắm. Em giống anh đó. Giống giống cái gì, anh với em có gì giống nhau nói nghe coi. Đó lấy cục bột nha, ombre nha, màu hồng ha, thả cục bột đây nha, đó nghiêng móng xuống nè, chịch thịt mỏng nè, thấy chưa, thịt mỏng thịt đều này không, quan trọng nó phải mỏng mà nó phải đều, chứ nó không mỏng á mà nó không đều á là nó sẽ không ra ôm rê đẹp. Bây giờ mấy bạn thấy ôm vô chưa, thấy ôm vô không, móng dài thì mình sẽ kéo nó mạnh nhiều hơn chút xíu, tại vì nó không, bột nó sẽ nằm đó, nó sẽ không có nó hướng, trừ khi mà cái móng mà nó ngắn ngắn á là mình để cái là cái cục bột nó ướt nó vừa chảy là mình đắp hai bên vút vút mấy cái là nó ra rồi, móng dài thì nó cái technique nó hơi cao chút xíu. Anh ơi đôi khi màu bị marble thì đắp làm sao? Ok anh sẽ chỉ cho em cách, thí dụ mà em bị marble thì em lấy cục bột to chút xíu em đắp thôi dễ dàng nè, rồi sau đó nè. Nhưng mà nhiều bột, có nhiều loại bột nó marble là thua luôn, có nhiều nhiều nó marble lắm luôn, không thể nào đắp được hết á, coi như là mình bó tay, nó quá marble thì mình không làm được gì cả, hiểu không? Nhưng ít ít thì còn 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 em còn xử lý được chứ, mà nó nhiều nhiều là em thua. Tay tay anh ai cầm mà bị ba chấm vậy, cô nào cắn Dracula, Dracula cắn nè, tiếp tục này, đắp bột cổ khác nè, Dracula cắn đó này, nhẹ nhàng ngay trên đầu này, vuốt xuống này, thấy không, thấy vuốt xuống giờ đó, đó vuốt xuống giờ. Rồi bây giờ mình vuốt nhẹ đây nè, cho nó đều ra nè, thấy không, đập cho đây đây cho đều ra, nó vô hai chỗ này, đập cho nó đều ra này, thôi nó không, thôi là nó bị đè quá, để chỗ này nó này cũng này không, hai bên này không, các bạn nên nhớ làm ombre này đó, thấy không, chịu khó đập nhiều lần thì cái màu này nó đi xuống đây, nó loang, nó vừa xuống đây này thì nó để lại này ra cái ombre rất là đẹp, các bạn thấy chưa, màu này màu 8, màu này sau là 89 và sau là 71. Đây anh sẽ đắp màu vàng, lúc sáng anh sẽ làm một cái video rồi, lúc sáng anh làm một cái video là màu neon rồi, giờ em coi lại nè, đây neon đây, ok nè, thường thường á cái màu neon nó là như thế này nè, lúc mày mình đắp nó lên á thì nó hơi có một chút xíu loang loang ngay giữa, nhưng mà em nhớ là em đắp cục bột to chút xíu. Hello, hello đại Jamie, how are you? Em chưa bao giờ
Em làm chưa bao giờ bị. Đúng rồi, thì em tại vì em biết cách làm, có nhiều người không biết cách làm cứ kêu là bị, nhưng mà để em sẽ chỉ cách cho. Đây thí dụ mà nó bị đây. Nè, cục bột to này, thấy chưa? Em thả cục bột ngay đây cho anh. Ok. Em nghiêng móng xuống và bắt đầu em đập ngay chỗ này cho anh này. Và em vuốt nó xuống. Thấy chưa? Em vuốt nó xuống không? Em vuốt nó vô. Em vuốt nó như vậy á, mình kéo nó như vậy đó, nó không bao giờ bị ma bồi hết. Đó. Này, đây là màu vàng này, thấy không? Kéo xuống hết luôn món dài này, thấy không? Ôm hai bên vô. Đó, thấy chưa? Rồi mình vốt nó ra, bỏ nó ra một bên. Ok. Và mình sẽ trở lại, mình sẽ làm thêm một lần nữa là làm sao? Lấy cái bột khác. Ok. Mình sẽ thả ngay cái đầu móng. Tròn đầu móng ở đây. Rồi mấy bạn vuốt xuống như thế này nè. Thấy chưa? Là nó sẽ cover hết tất cả những cái marble luôn. Cục bột thứ hai nó sẽ cover hết. Màu vàng này là solid one. Thấy không? Lúc sáng anh có làm một cái video rồi. Anh đã làm một cái video là làm cho những cái màu, cho những cái màu vàng và cho những cái màu này. Bây giờ là màu này số 3 này, thấy không? Để anh coi đây. Làm số 3 nhé. Móng dài luôn ha, neon nè. Mấy bạn coi. Đây. Tiếp tục. Nhưng mà có cái như vậy là trước khi làm thì có mình quậy lên chút hoặc là mình xếp cái bột lên á. Tại vì lý do là cái màu này thì khi nó nằm một hồi nó váng phía dưới đó. Thì đâm ra là em làm có thể là em hay bị về nó queen đi. Này, bây giờ em queen đi, em coi lại cái này nha, anh sẽ làm lại này. Em lấy cục bột to xíu nha queen đi. Em lấy cục bột to để nó dư ra đó, để nó chảy xuống này, cục bột này coi này. Hồi xưa anh dạy hai cách. Đó, một cách đó là sơn. Sơn là chút xíu anh sẽ dạy lại cách sơn. Nè, cục bột này thấy chưa? Thấy cục bột to không? Neon rất là bự ha. Thả ngay đây này. Móng một bên này, chỗ này thật là mỏng này, thấy chưa? Bắt đầu kéo xuống này, đó. Thì cái màu neon mà có nó bị vậy đó, chính bản thân cái pigment của nó đã vậy rồi, chứ không phải là cái màu. Pigment của nó là khi mình đụng những cái pigment của nó đã bị như vậy rồi, mình phải chịu thôi à, mình không cách nào hết. Nhưng mà mình chỉ có cần là mình đắp một cái bột to to xíu là nó xong thôi. Đôi khi nó không ra, nó không không là mà rẻ, mà nó đôi khi nó luôn có, nó thì tay cầm. Ui. Lê Misu đôi khi nó không là mà rẻ mà là nó đổi. Trời ơi. Mà nó gì? Nó đổi màu luôn thì nó tay cầm. Đôi khi nó không mà rẻ. Ồ, anh không hiểu em nói gì. Anh đọc ba lần này không hiểu rồi. Em gì ơi, em Lê Misu. Em biết lại giùm anh cái coi. Bột này tặng làm mẫu phải không anh? Bột này hả? Em muốn tặng làm mẫu hay lại đây đây. Anh cho hũ đem về làm mẫu này. Thấy chưa? Em thấy cái màu đó không? Còn đây là một cái cách sơn này. Đây là cái cách sơn của nó là cái sơn của nó là như thế này. Nếu mà mấy bạn nào mà sợ làm mấy bạn sơn thì sơn như thế này dễ lắm. Lấy cục bột nhỏ thôi. Đúng không? Thả đây này. Nè, kéo xuống này. Thấy chưa? Đôi khi nó làm marble mà là nó đổi màu khác luôn. Nó làm marble à, mà đổi màu khác à. Cái đó thì anh không biết là cái đó là cái màu đó là màu gì, anh chưa biết. Cái đó là từ đâu ra? Hả 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 Lê hả Misu. Hello Tammy. Nè mấy bạn thấy không? Là lấy cục bột nhỏ này. Thả ngay đây nè. Kéo xuống này. Thấy không? Em thấy không? Nếu mà em sợ nó bị marble thì em làm theo kiểu này này, không bao giờ bị marble hết này, thấy chưa? Đó. Thì cái này là mình đắp bằng nhiều lần. À, nhưng mà mình đắp bằng nhiều lần nó đẹp hơn. Muốn mua cọ đi vàng thì mua ở đâu? À, Huy Điệp em vào trong cái trang web www. Chấp này có trang này, chờ xíu này. Mua cọ số 12 nha, đẹp nhất. Mấy cái cọ đó, anh có thắt ở dưới đó. Hũ bột bị marble mà để lâu nó đổi màu thì bỏ luôn, không đắp được. Lê Misu, nó đổi màu hả? Nó đổi màu thì đúng rồi, thường thường như vậy nè. Không có cái màu nào mà không đổi hết.
chỉ có màu đen thôi, có thể nó không đổi thôi. Còn tất cả các màu nó đều đổi màu theo thời gian. Đó, thì không trong trong cái thời gian đó là biết là tại sao là cái thời gian đó cái gì nó cũng phai bạc hết hết. Đúng không mấy bạn nhớ không? Cái gì cũng phai bạc hết. Tuổi mình già đi mà không nhớ cái bột nó cứ giữ y chang như vậy cho không cần bấm luôn em. Không lẽ mấy bạn nhớ là không lẽ là cái màu nó giữ y chang như mình cho mình khoảng 3 tháng sau, 4 tháng sau nó vẫn còn màu này sao? Không còn. Nó đổi màu đi. Cái hũ bột của mình như vậy này, nếu mà mấy bạn muốn giữ nguyên màu nguyên thủy của nó đó. Ok. Mấy bạn đóng nắp lại. Mấy bạn lấy giấy đen, mấy bạn quấn kỹ lại, mấy bạn bỏ vô trong bánh tối. Thì chắc chắn là 3 tháng sau, 4 tháng sau mấy bạn tháo ra nó vẫn còn màu đó. Nhưng mà mấy bạn để một cái hũ bột như thế này ở ngay cái cửa sổ trời nắng, thì cái trời nắng nó chiếu vào ngày này qua ngày khác, tháng 2 tháng 3 tháng, một ngày 5 6 tiếng, từ 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 cái bột của mình nó sẽ mờ đi, nó sẽ mất đi. Cái chuyện đó là cái đó là một cái rule basic rồi, cái đó là cái nói về cái rule, cái nói về cái basic của cái rule rồi, bắt buộc nó phải như vậy. Nó không thể nào mà nó lúc nào nó cũng giống y chang nhau như vậy được hết. Thì đâm khi mấy bạn nên nhớ, mấy bạn phải nhiều lúc mình phải thông cảm là như vậy này. Nhiều khi mấy bạn có một hũ bột này mấy bạn xài gần hết rồi, đúng không? Cái bạn mua hũ khác về mấy bạn thấy nó đậm hơn, ok nó đúng, nó đậm hơn, tại vì cái hũ này mình để ở ngoài nó quá lâu rồi, từ 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 nó còn xuống nó xíu thì nó lợt đi, đúng không? Còn cái hũ mà mới người ta mới sản xuất ra thì cái màu nó còn nguyên thủy, nhưng mà thời gian phai màu thì nó còn xuống nó xíu, từ 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 nó sẽ mờ đi. Cái đó là thấy rất là nhiều, nhiều lắm, mình không thể nào mình tránh được, đúng không? Đó thì mấy bạn nhớ là như vậy. Những cái màu mà mấy bạn muốn giữ tốt thì mấy bạn đưa nó vào cái, mấy bạn chịu khó bỏ vào ánh tối, đừng có để ngay cửa sổ hay là gần ánh sáng là nó sáng là có ấy. Cho có nguyên tắc nào để chọn màu ombre cho hợp nhau không? Thu Kiều Huynh, ombre em muốn lựa màu ombre dễ lắm. Màu ombre em cứ đi, em có thể là em mua từng cặp một, một a ô em một a thì em sẽ đi theo ô em một b, ô em 2A hoặc em 2B. Cái đó là cái dễ nhất. Còn không thì em dùng nguyên một cái line màu màu salad. Màu salad làm ombre rất là đẹp. Như em biết không? Salad làm ombre rất đẹp. Đây là màu salad và đây cũng là màu salad. Hai cái màu này, mấy cái màu này salad này làm ombre rất đẹp. Còn neon thì nó là neon rồi. Neon muốn làm neon thì phải đắp thật là mỏng rồi mình làm ombre trên cái thằng này. Ơi mấy bạn còn có thắc mắc gì nữa không? Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đó. Cái quan trọng ngày hôm nay là mình muốn chia sẻ là cái cho những bạn nào mới vào này. Mình nãy giờ mình đang mình lật đề tài đó nha. Cái đề tài của mình là ngày hôm nay là làm basic thôi chứ không phải là làm ombre hay là làm marble hay là làm neon gì hết tất cả. Ngày hôm nay là để việc chủ yếu là để việc hướng dẫn cho các bạn và các anh chị mới vào nghề. Đắp làm sao OM 7A hả? Hình như là không có em. Không có. Cho những bạn, những anh chị nào mới vào nghề làm sao mà làm được cái cục bột cho nó thật đều và cho nó không có bị đắp làm sao cho nó thật gọn và đẹp. Thì cái đó là cái chủ đề của ngày hôm nay. Mình sẽ làm thêm một ngón nữa, một hai ngón nữa rồi mình sẽ ao nha. Đây mấy bạn coi lại này. Lấy cục bột như thế nào? Đây cục bột đây. Thì bạn thả ra này. Khá này, thả này. Thì sau đó mấy bạn thả nghiêng cái móng xuống này, mấy bạn vuốt cọ này, bạn vuốt hai bên vô này, thấy hai bên vuốt vô không, thấy chưa? Đó bạn vuốt vô không, này vuốt vô này, đó vuốt vô này, thấy không? Khi mấy bạn vuốt hai bên vô về xong chủ đề, mấy bạn đập ngay chỗ này mỏng ngay đây, ngay đây, ở ngay chỗ này mấy bạn làm mỏng mỏng lại để làm chi, để cho cái đầu nó mỏng và nó đẹp, hiểu không? Nếu bạn nhớ không? Cọ số mấy, cọ cọ nào làm cũng mau, làm cọ nào làm cũng được đẹp hết, cọ nào làm marble cũng đẹp hết. Cái đây anh đang dùng hôm nay là cọ số 14. Này thấy bạn thấy chưa? Đâm ra, sau đó mấy bạn phải trở lại mấy bạn làm lên thêm một cục nữa. Tại vì mấy bạn mới vào nghề mấy bạn không biết, mấy bạn thả cái bộ ngay thứ hai này. Kéo xuống này. Thấy không? Kéo xuống này. Thấy chưa? Mấy bạn nên nhớ là khi mình đắp á nè, các bạn nhìn ngang qua ngay chỗ này, mấy bạn chịu khó mấy bạn đắp mỏng cho đây thì thôi, đừng có làm dày quá.
Đó. Thấy không mấy bạn? 9 giờ 10 giờ rồi. Coi như là mấy bạn ơi, cái live của mình coi như ngày hôm nay mình chấm dứt nha. Tại vì 10 giờ rồi, mình làm tối nay thì mình làm có 1 tiếng thôi. Thì ngày hôm nay là mình cũng làm một hai cái live rồi. Hôm nay có làm một cái thì tối nay làm một cái nữa đây. Chủ yếu ngày hôm nay David muốn hướng dẫn cho mấy bạn làm về basic thôi. Còn khi mà ngày nào mà David hướng dẫn cho các bạn làm design đủ kiểu á thì mình sẽ làm đủ design đủ kiểu, tại vì mình không có muốn tốn thời gian trong cái video này đó. Thì cho cái video này đặc biệt cho những bạn mới vào nghề thôi ha. Những bạn mới vào nghề thì mấy bạn theo dõi mấy bạn làm được đó thì không có sao hết, mấy bạn chịu khó học hỏi. Nhưng mà có một cái là như vậy, đừng đừng có bao giờ give up, không bao giờ give up tất cả. Nó không có gì làm khó mình được hết á. Mấy bạn biết không? Những bạn nào chưa vào nghề nail thì mình David nói mấy bạn vào nghề đi. Còn những bạn nào mà trong nghề nail rồi mà làm chưa giỏi, cố gắng lên. Cố gắng lên. Cố gắng làm cố gắng coi cái video này này. Rồi về lấy cái cọ lấy nước ra tập cho giống như là David tập vậy đó. Ngày hôm nay David đắp ở trong đây là mấy chục cái que đúng không? Bạn nhìn thấy mấy chục que này. Ngày mai mấy bạn ở nhà mấy bạn cũng làm mấy chục cái que vậy luôn, nhưng mà làm một một thứ thôi. Các bạn nhớ không? Làm mấy bạn làm một thứ thôi, đừng có làm tùm lum hết. Những bạn mới vào nghề chịu khó. Mấy bạn mới vào nghề mấy bạn chịu khó coi coi như là làm sao cho nó thật 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 đều. Làm sao cho nó đắp, làm sao cho nó thật gọn. Nhớ nhớ là theo theo cái mấy bạn nhớ là mấy bạn theo cái gì là cái strategy đó, cái cách của David đắp á, cái technique của David đắp á, là cái technique đó đó là sao? Vuốt từ hai bên vuốt vào, vuốt hai bên vuốt vào, vuốt ở ngay giữa. David cứ nói đi nó lại, nó đi nó lại, nó suốt ngày suốt đêm luôn. Làm sao làm phải cho nó ôm vào chứ đừng có để cho nó bè ra. Cái ôm vào nó cũng đẹp hết tất cả. Ok. Thôi bây giờ mình xin phép chia tay với mấy bạn rồi. Chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối thật là đẹp. Hẹn các bạn vào tuần sau, mình sẽ tiếp tục mình livestream nữa, mình sẽ làm thêm nữa nha. Bye bye Thu Kiều, bye bye Thu Mỏng. Mông 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 Thu Mỏng, Mông Thu Hồ chứ quên, xin lỗi. Mông Thu Hồ. Ok, chào cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye bye.